Chào mừng 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và góp phần triển khai hiệu quả dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, Vùng, Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum tổ chức hội thi truyền thông về thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em cấp tỉnh năm 2023. Tham gia hội thi có 8 đội với 65 thí sinh, mỗi đội có từ 7 đến 10 người là thành viên của các tổ truyền thông cộng đồng. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi, thi trắc nghiệm, tìm hiểu kiến thức và thi thuyết trình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội thi mang đến những phần thi ấn tượng, truyền tải thông điệp ý nghĩa phù hợp với tình hình địa phương như phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, vận động hội viên phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình khi sinh con đến trạm y tế. Đặc biệt, để minh họa phần thi, các thí sinh kết hợp trình chiếu video, múa hát và diễn hoạt cảnh mang đậm nét văn hóa truyền thống của từng dân tộc. Nhờ vậy, không khí của hội thi trở nên sôi động, phấn khởi, tạo sức lan tỏa. Hôm nay thì đội thi huyện Đông Rông đến đây là mang đến cái tiểu phẩm về xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó thì đội của em cũng có xây dựng thêm một cái bài thuyết trình về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Và bên cạnh đấy thì bọn em cũng sẽ lồng ghép thêm một số cái hình ảnh rồi hoạt động của đồng bào dân tộc thiểu số ở trên bọn em với mong muốn là truyền bá và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số. Qua tham gia hội thi này thì bản thân tôi thấy hội thi tổ chức ra rất là ý nghĩa, rồi thấy cái không khí của hội thi rất là sôi động. Và để từ tham gia hội thi này thì giúp bản thân tôi học hỏi được nhiều điều về bình đẳng giới, để qua đó có thể hiểu được trong xây dựng hạnh phúc gia đình, rồi còn về tuyên truyền cho cộng đồng của thôn làng thôi. Hội thi tạo cơ hội cho các tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn tỉnh giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng, đổi mới cách thức hoạt động, từ đó phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân ở cơ sở, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.